Hello, xin chào mọi người, lại là Trường đây và mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Mark One. Chắc hẳn là khi mà click vào cái video này thì mọi người đã xem qua về hai video trước hướng dẫn cách sử dụng MacBook cho người mới bắt đầu. Ở trong hai video này thì bên mình đã có hướng dẫn cho mọi người về các cái phím tắt này, các cái ứng dụng cơ bản này và các cái thao tác làm quen đầu tiên khi mà mới bắt đầu sử dụng MacBook. Khi mà có một cái nền tốt như thế rồi, tại sao chúng ta không nâng cấp hơn một tí nhỉ? Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số các cái thao tác có trên một số phiên bản như là Monterey hay là bản mới nhất Ventura. Những cái tính năng này chắc hẳn là sẽ giúp cho mọi người sử dụng MacBook vừa tiện vừa nhanh đấy. Bắt đầu vào video thôi. Bởi vì một số tính năng có thể thay đổi tên hoặc là thay đổi các cái bước làm nên là mình sẽ lấy ví dụ ở trên hai chiếc máy này cài hai bản cập nhật khác nhau. Chiếc bên này sẽ là bản Monterey và chiếc bên này sẽ là bản Ventura. Ok, cùng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chắc hẳn là cái cách đổi tên user không phải là nhiều người biết đâu. Có thể là lúc mà mua máy cái đặt tên như thế thôi. Nhưng mà đến lúc mà chia tay người yêu chẳng hạn này thì đến lúc đấy thì khó lắm, không biết đổi tên nào chị. Thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào phần cài đặt này. Ở đây chúng ta chọn cái user and groups. Có tên ở đây, tên của mình này, Trường này. Và nó đang khóa rồi. Thì bây giờ muốn đổi tên thì click vào cái khóa, nhập mật khẩu vào và enter. Muốn đổi tên thì mọi người click chuột phải này, chọn advanced option. Kéo xuống phần full name này. Cái full name này sẽ là cái phần tên của mình nhé. Bây giờ mình đổi sang một cái tên khác, ví dụ như là MacBook màu vàng hồng đi. Ok. Ok. Ở đây đã đổi tên thành MacBook Air màu vàng hồng rồi. Thì để cho nó thống nhất lại ở trong hệ thống của nó thì chúng ta sẽ khởi động lại máy. Khởi động lại máy lên một phát là nó sẽ hiện lên luôn. Ok, quay sang bản Ventura nhé. May mắn hơn các cái tính năng mà mình định chia sẻ cho mọi người là cái Ventura này nó vẫn không khác nhiều so với cái bản Monterey. Mọi người vẫn sẽ vào cài đặt thôi. Chọn không khác nhưng mà đây rồi. Người dùng và nhóm. Cái máy này thì mình đang mượn của ông anh mình thì cứ vẫn làm như thế nhá. Click vào đây bằng chuột phải thì chọn nâng cao. Nhập mật khẩu máy vào. Đấy, nó sẽ hiện lên như thế này. Và cái tên của mọi người nó là ở phần họ và tên. Thay đổi tên đi. Máy của anh nhưng mà tên của em nhá. Ok. Và xong chúng ta sẽ khởi động lại máy thôi. Cái tính năng trước thì mình hướng dẫn cho người mới chia tay là cách đổi tên user khi mà ví dụ bạn đặt tên người yêu cũ của bạn. Còn bây giờ nếu mà dành cho anh em nào có người yêu nhé mà đang nhắn tin với một em nào khác mà lại muốn tắt máy đi luôn nếu mà người yêu mình ganh thì làm sao? Thì chúng ta sẽ dùng cái phím nóng. Cái phím nóng này nó tựa như kiểu là mình sẽ di cái chuột đến một cái góc bất kỳ nào đấy mà mình chọn. Sau đó nó sẽ tự tắt máy đi hoặc là nó tự làm một cái hành động nào đấy mà mình muốn, mình cài đặt trước. Thì để làm được cái tính năng này, mình sẽ hướng dẫn ở bên Monterey trước này. Mọi người sẽ vào phần cài đặt nhá. Ở đây chúng ta chọn cái mission này, mission control này. Tiếp đó chúng ta chọn cái hot corners. Ở đây nó đang để một số cái mặc định là như thế. Nhưng mà mình chưa kích hoạt nó lên. Bây giờ mình sẽ đổi đi nhá. Ví dụ như cái ở bên góc trên cùng bên trái này, mình sẽ để nó là cái cho máy ngủ này. Góc dưới này mình để lock screen. Ok, được. Cái góc trên cùng bên phải mình sẽ để launchpad. Và góc dưới mình sẽ để quick note để tiện nốt lại cho mọi người. Ok, sau khi chọn xong thì tắt cái cài đặt đi thôi. Và chúng ta thử nhé. Góc trên cùng bên trái này. Đó, tắt máy rồi. Lại này. Đó, máy sẽ tự ngủ. Hồi nãy mình vừa chạm vào phím đấy, không sao đâu. Bây giờ khóa máy. Khóa máy thì mình vừa để ở góc dưới cùng bên phải. À xin lỗi, góc dưới cùng bên trái. Khóa luôn, giải. Easy. Tiếp đến là góc trên cùng bên phải này. Đó, nó sẽ vào luôn cái launchpad. Mà chúng ta không cần phải vuốt bốn ngón hay gì cả, chỉ cần việc đưa cái chuột lên là xong. Easy luôn. Đấy, thế mà có người yêu anh thì tắt cái máy đi này có phải nhanh không? Ok, tiếp đến sang bên Ventura đi. Tiếp sang đến bản Ventura nhá.
đến cái tính năng này nó sẽ khác biệt hơn một chút, nó có thay đổi một tí ở cái phím thôi và cái tên gọi thôi. Đây, chúng ta vẫn vào cài đặt nhé, chọn vào phần màn hình nền và dock, kéo xuống bên dưới, kéo tí xuống dưới cùng. Đây, cái góc nóng, cái ban nãy nó là bên Monterey, nó là tiếng Anh thì bây giờ nó là tiếng Việt, dễ thôi mà. Chọn này, mình có đặt sẵn ở đây giống như bên Monterey này rồi. Đó là góc trên cùng bên trái sẽ là đặt màn hình về chế độ ngủ, góc trên cùng bên phải là Launchpad, góc dưới cùng bên trái là màn hình khóa và ghi chú nhanh ở góc dưới cùng bên phải. Ok, thử luôn này, xem nó có lỗi gì không này. Ngủ, đó, ngủ luôn, lại này, ngủ, easy. Bây giờ khóa máy nhá, ui người yêu gạch, tắt, nhanh chưa, rồi, nhanh như điện luôn, lại nhá. Phát nữa này, đấy, rồi, quá nhanh luôn. Thử với Launchpad này, cực kỳ tiện dụng phải không? Chắc chắn là cái tính năng này sau video sẽ có nhiều người áp dụng đấy, bởi vì làm gì có cái phím tắt nào mà nó nhanh như thế, bình thường phải command này rồi phím này, nhưng mà không, bây giờ chúng ta gạt chuột lên phát là xong. Một cái tính năng nữa mà mình muốn giới thiệu cho mọi người, đã bao giờ mọi người sử dụng máy mà không tìm thấy chuột ở đâu chưa? Có đúng không? Không tìm thấy chuột thì chúng ta sẽ thường di lên checkpad như thế này để cho chúng ta tìm chuột nó dễ, bởi vì khi mà di như thế cái con chuột nó sẽ to ra và nhìn thấy con chuột dễ hơn. Nhưng mà nếu mà đến cái mức mà chúng ta vẫn không tìm được con chuột đấy ở đâu thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cái cách nữa, đó là đổi màu hoặc là tăng kích cỡ chuột lên để cho mọi người dễ nhìn hơn. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt nhé, chọn vào trợ năng này, kéo xuống bên dưới. Đây, ở đây sẽ có phần điều khiển con trỏ, nhưng nó không phải là cái chúng ta đang cần. Đúng đấy, kéo lên bên trên này, hiển thị này, kéo xuống phần con trỏ ở đây, nó sẽ có kích thước của con trỏ, kích cỡ của con trỏ. Mọi người có thể tùy chỉnh cho nó to nhỏ tùy ý như thế này. Đây là mức rất to đấy, nhưng mà chắc chả bao giờ dùng đâu, để mức này thôi. Ok, mình đang để con chuột của mình là màu xanh lá cây và viền của nó là màu xanh nước biển. Bây giờ mình sẽ chuyển cái màu nó sang màu khác nhé, chuyển nó sang màu vàng Ventura ấy. Ok, chuyển tiếp cái viền này sang màu này đi, hơi kỳ một tí nhưng mà mình cứ để vậy. Ok, sau khi chọn xong chúng ta tắt cái này đi và lập tức con chuột sẽ đổi sang màu. Ở đây mọi người thấy là mình đang để màu vàng và viền màu xanh đúng như mình vừa chọn xong. Và đến cái tầm này mà mọi người chọn con chuột và tìm con chuột mà vẫn không thấy đâu ấy thì đúng là đến nước này mình cũng chịu thôi. Chuột đẹp như thế này mà không tìm thấy được. Ok, đến với tính năng thứ tư này. Tính năng thứ tư nó sẽ liên quan đến AI một xíu. Khi mà Apple đã trang bị lên những cái dòng máy mới M1, M2, một cái tính năng đó là cái máy của chúng ta sẽ tự ghi nhận lại được chúng ta hay sạc pin như thế nào. Cụ thể nhá, ví dụ như mình hay sạc pin ở mức 86% hoặc 85% thì nó sẽ máy sẽ tự đo cái khoảng đấy qua những lần sạc. Nó học hỏi cách sạc của mình, từ đó nó sẽ ghi nhận là mình hay sạc đến mức 85% chẳng hạn. Và từ đó nó chỉ sạc đến 85% và nó dừng lại. Nó sẽ bắt đầu lấy điện ở nguồn điện luôn, không dùng ở pin nữa. Như thế thì chúng ta sẽ đỡ hại pin hơn và cái cách sử dụng pin chúng ta sẽ được lâu dài hơn. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm như thế này. Đó là giả sử vào một ngày mà chúng ta cần mang máy đi làm việc, chúng ta cần sạc nó lên 100%, nhưng máy nó chỉ sạc đến 85 và nó không sạc thêm. Như thế chúng ta sẽ bị lỗ mất khoảng 15% pin. 15% đấy mà ở trên MacBook thì mọi người cũng hiểu là nó sử dụng được lâu như thế nào rồi đấy. Thì làm thế nào để cho chúng ta không bị lỗ như thế, mình sẽ hướng dẫn nhé. Đầu tiên với Monterey này, chúng ta vào cài đặt, sau đó vào phần pin, chọn pin ở đây. Ở đây là tính năng đây. Đó, nó chính là cái này đấy. Chúng ta sẽ tắt nó đi. Hiện tại là mình đã tắt nó rồi vì nó hơi phiền nên mình tắt nó đi rồi. Đấy, còn nếu mà mọi người muốn bảo vệ pin chúng ta như mình vừa nói ở lúc đầu ấy thì bật nó lên. Đó, còn không dùng thì tắt nó đi. Tắt nó đi sẽ hỏi như thế này. Một là tắt đến ngày mai, tức là ngày mai chúng ta vẫn đo tiếp, chúng ta chỉ tắt trong ngày hôm nay thôi, thì sẽ chọn cái trên này. Còn nếu mà tắt hẳn đi thì sẽ chọn cái dưới nhé. Còn với Ventura thì sao? Ventura thì nó hơi khác đi một tí thôi.
Nhưng mà chúng ta vẫn hơi lú đấy. Cứ vào cài đặt đã nhá. Vào cài đặt này, kéo xuống bên dưới, bấm vào cái pin. Đó, nó sẽ hiện ở đây nhìn rất là giống iPhone. Chúng ta không thấy nó không giống cái bên Monterey này tí nào cả. Vào phần tình trạng pin này, bấm vào chữ Y ở đấy giúp mình. Đó, nó hiện ra ở đây là tình trạng pin bình thường, pin 86. Ở đây sẽ có sạc được tối ưu hóa, nó chính là cái ban nãy đấy. Chúng ta tắt nó đi. Nó lại hỏi như giống ban nãy, tắt đến ngày mai hay là tắt hẳn. Thì chúng ta chọn tắt hẳn nếu mà muốn tắt nó đi luôn. Xong, như thế là chúng ta sẽ kiểm soát được cái cách chúng ta sử dụng sạc. Chúng ta không bị phụ thuộc vào nó là bắt buộc phải sạc đến đấy nữa. Ok, vừa rồi là 4 tính năng có trên MacBook cực kỳ hay ho mà có thể mọi người chưa biết. Hy vọng là qua video này, từ cái mức cơ bản nhất của mọi người đã lên thêm một bước nữa để sử dụng MacBook một cách tiện dụng nhất và sử dụng máy làm sao cho nhanh nhất, phù hợp với công việc của mọi người. Ok, nếu mọi người thấy hay hãy để lại một like này, một đăng ký kênh cho YouTube Mac One. Và nếu có thêm các cái chia sẻ nào khác hay là các cái tính năng mọi người biết trong quá trình sử dụng, hãy để lại phía dưới phần comment nhé. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.